Ờ, biết tường thầu làm gì mà chơi ép. Kháng đang hội ý rồi. Đang thầu đang hội ý với lại hải cần hải hải can hải can hải can và cái tên này là em không biết đọc là kiểu gì, không biết là cấn hay là can. Em thì vẫn thích ông cấn hơn, thích mãi động thiên thai quỳnh búp bê đấy ạ. Rồi xong rồi quân nào AC và như vậy mình AC Summer một trận nữa mà có AC Summer rồi em mình. Này là Simang là người cầm Summer. IC là của Alonso một thứ nữa. Một trận nữa một cái Alonso cầm quân tuyển. Bên kia là Sammin. Không biết ông nào cầm Sam, ông nào cầm Min nhỉ? Alonso Sam Sam chia quân nhá. Ok. Như vậy Hải Cấn là người cầm Summer. Và Minh Văn là của tiểu bàn thầu. Vâng, thầu đã đổi màu rồi. Thầu không biết sẽ đổi màu bao lần nữa đây. Ờ, trở lại trận đấu nào. Bài mà Alonso thời điểm đầu có bao nhiêu đầu rồi. Bắt đầu tương đối là ẩn. Cũng tương đối là ổn. Đảo qua máy của game thủ Simang. Bảy hiệu đầu khá to. Hiệu 7 cho Simang. Cậu đầu thì có 2 cái 75 cũng khá là gần. Bài này cậu đầu coi là tạm ổn. Và không biết anh Trương Anh có bức xúc vấn đề gì mà lại bảo là không dám xe nhỉ? Cái việc xe like nó rất là đơn giản thôi. Một thao tác nhỏ. Rồi anh em nào mà có like xe trên trang cá nhân mà sợ mọi người biết cơ thể like xe xong thì anh em có thể ẩn nó đi được. Bài không biết Simang sẽ đánh chém anh cung hay là Simang sẽ đánh chém thế này. Khi mà bài bên mình có một cung tuyển rồi. Bài mà khả năng Simang chắc chắn sẽ đánh chém thì mà bài này cũng chưa đổi được về. À, có quả phụ này tươi quá, có lúc quả phụ rất là ưng. Nhưng mà này vẫn thiếu đồ nữa, không thấy định luật Summer đôi vòi đâu cả. Cần một đôi vòi nữa để Summer. Quả phụ đã có rồi. Yêu đồ đã là yêu bời. Hy vọng chấm đen đen này ra con ra đôi vòi. Thật chí mừng. Bên kia 11% 10%. Bài khá ưng nha. Bên họ tạm thời hình như đã đủ rồi. Nếu mà 11% cả bài được rất là đẹp. Và em chào anh điện lạnh Cool Bro nhá. Và anh sẽ gửi lời chào của anh đến cái thủ xi măng. Được rồi, có vòi đây rồi. Nhưng mà vòi rất là xa. Vòi này siêu xa mà đúng gặp con dân dân lại ít máu. Con dân dân này vẫn có thể câu được về. Khi mà nó phải 2 hit, chính là 3 hit nó mới chết cơ. Dân thường nó cũng thế thôi. Coi như là một dân thường, không phải dân Summer nữa. Ôi rồi. Ở từ đấy hơi lo sợ con sư tử đuổi. Vậy Alonso báo về bên kia là cánh màu 7 hải can và con voi ngoan thế, voi nhà nuôi rồi. Voi này voi đúng nha, voi nhà nuôi. Đúng là voi nhà nuôi mà. Cố gắng lên nào. Rồi, như vậy là đã nằm xuống. Voi của nhà nuôi khác ngoan thật. Hai pha đứng yên không quay đầu. Ở bên này sẽ là game thủ tiền thưởng bài 15%. Em có ấy nó không?
Bài mà bên kia tiền bản thầu chỉ rõ 15% là bài khá đẹp. Hơi thiếu một tí gỗ để gióng nhà bây giờ. Vâng, vẫn một mình xi măng lên đời thôi. Vâng. Bên kia đang họ vẫn chưa tỉnh rồi. À, giấc ngủ chưa hơi sâu. Ở trong có vàng, trong này có vàng này. Rồi bài kích 11, cuối 10, 15 năm này cho xi măng. Lên thứ hai là chuẩn khi mà có bảy hiệu đầu đổ về. Rồi con giò sẽ công giáp thôi. Rồi bãi vàng này nhét được 4 dân mắc binh. Cánh này sẽ là game thủ tiểu bàn thầu màu 2. Cái bên kia báo về đã đối đầu với game thủ hải can rồi. Hai can rồi. Hai can này biết là hai can gì đây. Hai can xăng hay là hai can gì. Có một bầy hiệu, có một bãi quả trên đường đi ăn, trên đường con giò chạy. Ra thì bà cái ruộng cánh hòa khá đẹp. Ở nhà xa thế nhờ. Đây rồi, gặp màu 2 rồi. Tiểu bàn thầu nhà đôi vòi này, đôi thác vòi cũng khá ưng. Và là mình kìa, như vậy tiểu bàn thầu đánh cung. Hải can là người ấy chém thế này. Và một trận nữa mà tiểu bàn thầu quyết định đánh cung Ami Wan. Vâng, hải can là chưa lên đời cơ. À, mình kìa biết Alonso sống được không? Alonso nào, ôi, Alonso lên đời trước cả hải can cơ. Con giò còn ít máu thôi. Rồi bắt được con giò màu 2 luôn, là màu 7 luôn. Và làm luôn tạm mấy bé đông dân này. Bài một tiểu bàn thầu vẫn quyết định đánh cung à. Con giò vâng, xi măng cằn đàm siêu chuẩn. Khi con giò chỉ còn một tổ nữa là chết. Con giò mình là con giò không giáp. Đây rồi. Hải can đây rồi, Summer Ian. Và những cái việc Summer Ian này khả năng là họ con lạc đàn không giáp này liên quan lên họ bổ luôn đấy. Ông không tông công tê được, công tê bị được. Đây rồi. Vào nào. Hải can à. Vâng, biết tới ngay họ sẽ lấy cái ngựa dần để đập luôn mà. Nhưng mà mình là không có giáp. Ngoài cháo nào. Thế trận là muốn quê về đánh chết nhà màu. Đây là hơn tan vào. Bắn fit luôn cầu thủ hải can này đi. Tham là 38 trên 48. Bắn nổ cái này vào nào. Đang ra nằm mà siêu đều vào rồi. Còn rất nhiều dân bãi vàng đã nằm xuống rồi. Tại này cần đục vào nhanh một lấy tham của cái thủ hải can này. Sống quê của thứ 2 1 khi bên nhà mình hai nhà đều khỏe nguyên. Và cung Nga mình vẫn đã có rồi. Cứ đi vào đi. Điều đi được, điều nào. Cung lời mình là dễ điều hơn. Cung lời mình cứ anh mang cái phay đơn mình con qua đi. Nó có 3 qua rồi đấy rồi. Vâng, hải can vẫn chưa đánh xe thế này. Giết công an là hít đen răn được. Có tay hít đen răn. Rồi cung lời mình cung lấy gì mà. Mình cũng ngán gì với cung ai đâu. Cung ai chưa được, mình chả ngán gì cả. Chứ tụ được rồi thôi. Vâng, cứu đánh luôn thằng cứu luôn. Kích chặt cô hải, rất là khỏe cho Alonso. Trở lại xi măng nào. Thằng là bắt đầu 33. Trở lại với Alonso là vào cung rồi mình đang đứng dốc để ý này chờ tránh bắn nhà màu 7. Rồi, rất nhiều cung A của tiểu bàn thầu tôi này đã nằm xuống rồi, Alonso đánh ngay thế nhờ. Vâng, tiểu bàn thầu tự tin rằng cung A mình có thể ăn được cung rồi nhưng mà xin lỗi tôi cũng lấy xì đang đứng trên dốc nha. Bắn xuống được cộng 2 đàm. Đàm to cung A, thua một tầm xa thôi. Vâng, có cái gì, vâng như vậy có một tên lạc đà ảo. Cần hai cái ẻ kín cùng một ruộng. Không sao, có hai một lạc đà thôi mà. Giờ cung đường vào vâng. Màu hải không tụ được cùng tên này. Ở hải can bây giờ bắt đầu mới thấy thi đấu. Tên này thôi cứ đứng gật về một tí, chờ đỡ tên ra. Cứ từ từ thôi, chậm rãi thôi. Tham lai bên mình đã yêu hơn khi mà bên mình hai nhà đều đã khỏe. Xi măng tên này tham bao nhiêu nhau? 46.
47/52 đang đục vào mặt kia. Mặt này thì Alonso đang công vào rồi mặt này. Phay này anh ơi, có 4 con QR rồi, 4 con QR rồi. Rồi bắt được xong con lạc đà, gỡ bắt tay. Bắt tay lên nào. Tham nào xuống vẫn là, cũng là 47/60. Rồi tiểu thầy đỡ được gì bên này nhỉ? Quyết thầu lấy gì đỡ bên này đây? Đi xa chưa? Vẫn chưa quyết cho tiểu thầu, chờ đợi xi măng rồi. Vâng, rất nhiều ruộng xi măng, thả bài này là 50/56 rồi. Một trận mà đánh chủ lực, chủ động nâng cấp chặt gỗ rất là sớm. Chạy dò và nâng cấp chặt gỗ luôn. Nếu đi sai, vâng, hả cần đi sai rồi, không để cho người anh của mình cân hai trận này. Hai can. Một thao tác rất quen thuộc của em.